Trên phim thể hiện bệnh nhân bị gãy đầu dưới xương chày. Sau khi bệnh nhân mổ cho nay là được 6 tháng. Thì hôm qua bệnh nhân đi chụp chiếu lại thì thể hiện là hình ảnh xương chày bệnh nhân chưa dấu hiệu can hóa. Vì xương can là rất là kém. Thì sau khi đến nhà thuốc dùng phương pháp đắp thuốc và uống thuốc nhanh nhìn xương. Thì tiên lượng bệnh nhân khoảng hơn 1 tháng là bệnh nhân khỏi hoàn toàn và có thể rút đinh đi lại bình thường. Nà bó được cho ăn chảo sao thì 1-5 phút cho nóng nhưng không được nóng quá, không được nguội quá. Sờ tay cảm giác là nóng nóng là được, tầm 20 đến 30 độ, đảo đều rồi bắt ra rồi rượu cho đều. Chúng thì đều rồi đã dàn vào bằng một cái vải. Có đây bệnh nhân lấy một thôi một túi dài 32 phân rộng 15 phân cho từ vải nào phân lớn hơn rồi gập vuông góc. Đặt giấy ở mặt ngoài, đặt lửa lên, rồi dùng một tấm giấy nữa đặt ở ngoài, rồi đắp vào vị trí bị gãy xương bệnh nhân. Không ngủ được 6 tháng. Mổ đúng ngày nay được 6 tháng. Đi ngày đấy thì mổ luôn. Vâng. Nhà cho bệnh viện luôn. Cô bị gãy đầu dưới xương chày. Cô phi lại bao giờ hả cô? 4 năm rồi. Xương chưa hiện trường ca nằm nhé. Cô đắp thuốc là cô uống nhanh nhìn xương cô nó hơn 1 tháng nó khỏi hoàn toàn thế này. Thôi đâu mà gãy xương này. Không phải đi xuân mai mà tiền về cho công nhân. Dạ. Cô bao tuổi rồi? 50. Cô mổ viện nào đây? Viện 5. Sơn Tây à? Đây nhá, cháu có mặt dưới này nhá. Ở đây là dùng cái đinh mà. Cô dưới đây rồi đọc. Cô để đâu rồi không can xương thì cháu sẽ phục uống, phục đắp, nhanh nhìn xương. Cháu nó hơn 1 tháng cũng khoảng hoàn toàn trên này. Cô này rút đinh được nhá. Cô bao tuổi rồi? 50. Có thể là quấn ở trên này nhé. Cái này hay rách quần thì phải làm. Cô gặp cháu sớm thì cô không phải mổ xương này đâu. Biết đâu vì cái xương này là cô là gãy nhẹ mà. Còn về mổ rồi thì cháu cho là cô xuống đắp cùng một nhanh nhìn xương. Tầm hơn 1 tháng mà cô khỏi mà. Nhưng một ngày có đủ rượu cho cháu lên 3 lần nhé. Đấy, thứ rượu đây này, 3 lần là cháu lên. 5 ngày thay vào miếng. Vâng, 5 ngày thay vào miếng. Thì cô ở xa này cháu cho mang lá về tự đắp nhé. Tự đắp này mang tôi uống về tự uống. Sau đó hơn 1 tháng là cô có thể là khỏi bình thường trên này. Thôi cứ đinh được. Thì cô để cái xương này đinh này mấy tháng là khó trị bất tiện đúng không? Nó vướng nhưng mà nó phức tạp. Có hơn 1 tháng nó rút đinh ra rồi thôi, nó xương căng hoàn toàn. Có hơn không rồi, cái này tôi thường uống cũng đắp lại. Đấy. Tất cả những ngày mà để ngăn đá cho cháu nhá. 5 ngày thay một miếng. Ngăn đá, 5 ngày thay một miếng. Cô ngày 3 ngày mà thay cũng như là ngày nhá.
khách uống khách đắp bao cái này là 3 ngày một thang, cái này là 5 ngày một miếng, 5 ngày một miếng này bác có để quản bảo quản trong ngăn đá nhé. Bây giờ thì hết được thịt thuốc này bác khỏi hoàn toàn là yên tinh cho cháu nhé. Đây là kết quả sau khi bệnh nhân đã bỏ được một liệu trình thuốc thì bệnh nhân này có đi chụp chiếu lại, hình ảnh can xương khá tốt, bệnh nhân bị gãy 1/3 xương chày. Đây là kết quả chụp chiếu lại. Hình ảnh gãy 1/3 xương chày trái, hiện tại đã có can xương nhưng chưa chắc. Nhà thuốc có dùng pháp đắp thuốc thêm cho bệnh nhân khoảng 15 ngày nữa là bệnh nhân can hoàn toàn và bệnh nhân có thể tháo đinh ra được sau khi điều trị 2 tháng của nhà thuốc. Cô ấy mới chụp phiên lại hôm nào rồi cô? Tuần này, hôm 30. Xương của cô là đang can tốt rồi nhé. Cô bó được một liệu trình rồi đúng không? Vâng, cô bó được thêm cho cháu 15 ngày rồi là cô can hoàn toàn. Bây giờ còn đau đớn chưa cô? Không, không cô còn bày chân nhé. Cô bày chân này. Bày chân. Tốt rồi. Không ảnh hưởng gì nữa nhưng mà có thể là... Cô có 15 ngày nữa là cho xương gan tách hoàn toàn. Cháu có thể tháo đinh được nhé. Cô đã cả mổ được bao nhiêu ngày rồi? 10 ngày như thế nào đây? 8 tháng. 8 tháng. Thì cô có cho cháu được một liệu trình là xương là gan rất tốt rồi nhé. Gan là 80% rồi. Thì cô có thêm tầm 15 ngày nữa là cô can gan hoàn toàn. Cô can 100%. Cô đi lại một vài vòng nước cho cháu rồi. Đi bình thường rồi. Không nghe đau đớn gì nữa cả. Được, được rồi. Cô đi một hàng một bước rồi đó. Tòng. Rồi, rồi. Nhà tốt rồi. Nhà cô bị là 8 tháng đúng không? Bố cháu một liệu trình là xương là cam rồi. Cái xương nó quy là trước là... Không, xuống bó cháu đến là ngày đấy là được 6 tháng. 6 tháng. À. Bỏ nó thêm 15 ngày nữa. À, xương gan thôi. 6 tháng rồi, xương chiếc gan thế nào? Mà nó bỏ nó cũng có hơn 1 tháng là xương là gan hầu như là hoàn toàn rồi. Bỏ nó thêm 15 ngày nữa là gan chắc thôi. Như đây là cháu đấy. Cô khỏi chân này cô mừng không? Quá mừng thì không mừng rồi, đến đây rồi cơ. À, cô biết cháu trên mạng đúng không? Không, đầu tiên là cô xem cũng là quái là 6 tháng rồi vẫn chưa can rồi, xem là đọc chúng ta trên mạng xem là có lương y chữa gãy xương nào giỏi không để tra xem là thế nào thấy. Thế là cô hôm sau đi luôn. À. Chưa hôm đấy không ngủ được, thế là cô mới tra trên mạng, thế là sáng hôm sau thì đi luôn. Thế là cô tầm hơn 1 tháng, xương can 80% rồi. Hôm nay cho tôi thêm 15 ngày nữa nhé. Cô xương can hoàn toàn, cô vừa tháo đi này được. Mức độ là tiến triển tốt rồi. Cô bỏ được 45 ngày xương can đi lại bình thường rồi. Cô còn đau được gì nữa không? À, tốt rồi. Thấy đau đớn thì không thấy gì. Cô chỉ có đắp thêm được 15 ngày nữa nhé. Cô khỏi hoàn toàn thôi. Vâng, cô xong rồi. Cô mổ
được bao nhiêu tháng rồi? Hai tháng rồi. Hai tháng. Từ ngày cô xuống đắp thuốc nhà thuốc chúng cháu thì bao nhiêu tháng cô không can ở trường này? Tháng không thấy can. Thế thì cô tra ở trên mạng thấy số điện thoại và nhà thuốc Louis Phan này thì cô mới hỏi thăm đến, hỏi thăm mất một buổi sáng. Dạ. Thế thì xong cái thì cô về đây để nhà thuốc đắp cho cô đúng tháng rưỡi. Vâng. Thì cô bây giờ nhìn xương. Cô ngủ đinh này được 2 tháng rồi đúng không? Hiện tại cô đi lại bình thường chưa? Bình thường. Cô đi lại cho cháu nhé. Cô đi lại bình thường quá. Đi gầy bác, đi guốc mà. Cứ đi dài trong dài tí, đi dài tí rồi. Đó. Rồi cô đi vào đi. Là từ bây giờ Tết là hơn 20 ngày là Tết đúng không? Đầu tiên đấy. Là không phải mặc áo quần rộng đúng không? Mặc váy được rồi. Cái đinh này cô bị hỏng cái bao cái quần đúng không? Bị rách. Cô toàn mặc váy. Vâng, bây giờ thì mặc vest được rồi. Chân dòng nhức không cô? Hả? Chân bây giờ có nhức nhối gì không? Không nhức nhối gì, không đau nhói gì nữa. Rồi. Cô này xương là can hoàn toàn là nhũ đinh rồi. Cái khỏi trên này cô mừng không? Quá mừng chứ cháu. Vâng vâng. Mừng nhưng mà giới thiệu được bao nhiêu bệnh nhân xuống đây rồi. Mỗi tội là cô gặp cháu trước ấy thì chân cô không sẹo xấu ngày đâu. Rồi. Mặc máy là hơi xấu, chân tí thôi bây giờ biết làm thế nào. Thôi phải chấp nhận vậy thôi vì là biết nhà thuốc muộn quá mà. Rồi cô kéo xe đằng đi. Vâng. Chúc cô lúc này khỏe nhé. Vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn cô cho cháu xin hình ảnh. Còn cái giáo cô nhé. Mai cho nên cháu xin nốt hình ảnh. Về quá trình ngày trước cô bị gãy ba xương chảy ấy. Sau mổ đinh ngoài đúng không? Nghi đinh. Từ đó nay cô biết tháo đinh được mấy năm rồi? Cô tháo được 1 năm rồi. 1 năm rồi. Đây ngày trước này, vết mổ cô đóng mấy cái đinh? 1 2 4. 4 cái đinh đúng không? 4 đinh. Đấy, sẹo mà bây giờ là cũng mờ đi rất nhiều đúng không? Cô gặp ra gặp vào chưa? Gặp ra. Gặp vào. Gặp chân gặp đầu gối, gặp đầu gối vào. Cô đi lại làm việc bình thường chưa? Cô đi lại bình thường và rất dễ dàng. Với dạo này là 2 tháng nay là cô đi đánh bóng chuyền bình thường. Đánh bóng chuyền bình thường. Cô đi lại lên dốc rồi đó. Đi lên dốc rồi đó. Đi hẳn tít đấy kia cô ạ. Rồi quay lại này cô ơi. Đi đâu, rồi có đi bước lên 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 vòng nữa đó, lên vòng nữa đó, 4-5 vòng. Vâng. Đi lại bình thường, đi vòng chuyền thế này nó hay có cái vòng chuyền bóng đá nhiều nhỉ. Rồi cô ơi. Rồi cô ngồi đây coi. Cô đi bóng chuyền này cô đánh hộ công hay là đánh nào? Cô đánh nói chung là đánh chủ công luôn. Chủ công. Này. Chân là cô là bình thường rồi nhá. Cô bình thường. Đấy, không sao bây giờ không nghe mỏi, không nghe tê. Giờ rời có nhức nhất gì không? Không. Ngày trước là cô điều trị bằng mổ phẫu thuật tiết đinh ngoài này thì mấy tháng cô chưa không can? Hơn 6 tháng mấy ngày ấy thì là cô không thấy can liền tí nào. Vâng. Thế là cô tra ở trên mạng ấy. Dạ. Thì thấy nhà thuốc Lại Văn Thoan đang điều trị cho một bệnh nhân ở ngoài Hoài Đức ấy. Dạ, đấy là Đức Nam Phù. Rồi, thế là xong là cô tra ở trên mạng, cô thấy số điện thoại và cô thấy địa chỉ là cô đi tự tìm đến. Vâng. Cô gặp chân gặp vào nha. Thế sau khi cô bó được mấy tháng thì cô đi du lịch. Bó thuốc của nhà thuốc Lại Văn Thoan là 45 ngày. 45 ngày thì là cô rút đinh. Rút đinh từ đó nay cô rút được 1 năm rồi đúng không? Rồi cô gặp ra gặp vào đi. Rồi thì là tốt rồi. Đi giờ chả đang giờ có nhích rồi chứ không? Không. Cô đi lại 2 chân là đang là bình thường chưa? Bình thường đó. Vâng. Không nghe nhức nhối gì, không nghe tê mỏi gì nữa. Mai cho nên xin là hình ảnh nốt về quá trình điều trị khỏi cái xương ba xương cành nhà thuốc chúng cháu ấy. Còn
cảm ơn cô nhé. Cô hình mình khỏe nhé. Cảm ơn nhé. Vâng.